ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử, nhân dịp và thăm viếng chùa Bảo Quang, thầy kính gửi đến quý vị đề tài vượt qua mặc cảm và sầu bi. Mặc cảm là một trạng thái tâm lý tiêu cực làm cho mình tự đánh giá mình một cách thấp hơn những gì mình đang có hoặc là có thể có. Từ đó nó làm cho cảm xúc của người mặc cảm bị trầm xuống. Theo đó đó, nỗi sầu bi và khổ đau đó ngày càng gia tăng. Sầu bi đó là sự buồn rầu và khổ đau phát xuất từ cảm xúc sai, thái độ sai, tâm lý sai, nhận thức sai, làm cho mỗi người đó khó có thể trải nghiệm được cơ hội hạnh phúc và chất lượng hạnh phúc ở trong đời. Vượt qua mặc cảm và sầu bi đó là tiêu chí rất quan trọng mà mỗi người cần phấn đấu để đạt được trong đời. Và làm được điều đó đó thì tất cả mọi người đều là những người sống trong hạnh phúc và an vui. Sau đây thì thầy sẽ tuần tự phân tích là hai nội dung chính đó. Mỗi nội dung là chia làm vài ý tưởng nhỏ để tất cả mọi người cùng suy gẫm trên những gì mà thầy đó gợi ý. Nhờ đó là chúng ta sẽ khắc phục được những yếu kém về nhận thức và những sai lầm về tâm lý để có cuộc đời với chất lượng hạnh phúc cao hơn. Phần 1: vượt qua tâm lý mặc cảm. Trong phần này thầy trình bày ba nhóm mặc cảm chính: mặc cảm thân phận, mặc cảm gia đình và mặc cảm quốc gia. Cá nhân á, là đơn vị sự sống. Gia đình á, là tập hợp các đơn vị sự sống cùng quan hệ huyết thống và pháp luật. Quốc gia á, là tổng thể các gia đình, các cộng đồng nằm ở trong khu vực biên giới được luật pháp thừa nhận. Ba dạng mặc cảm tự tư này đó đã làm cho rất nhiều người trong chúng ta thay vì trải nghiệm được hạnh phúc thì đánh mất nó, xem thường nó. Và do đó, đó cái cơ hội đó, hạnh phúc đó, vượt khỏi tầm tay của mình. Và đang khi đó nó đang hiện hữu xung quanh chúng ta thôi. Để đạt được chúng đó không có gì là quá khó. Một nhỏ: mặc cảm thân phận. Có những người đang khi còn trong bào thai, cha mẹ xác nghiệm đã phát hiện sự dị tật bẩm sinh rồi. Và có một số người mẹ đó
không chấp nhận nổi cái tình trạng đó, thường đi đến chùa tư vấn là có nên phá thai hay không. Câu trả lời mà tôi thường tư vấn cho mọi người là hãy để cho mọi việc diễn ra một cách tự nhiên. Vì nếu như con của anh chị, ông bà phải chấp nhận cái thân phận bị bệnh tật bẩm sinh đó, thì không trải qua trong kiếp người này cũng sẽ phải trải qua ở trong kiếp người khác ta. Thì tại sao cái mầm sống đó đang chuẩn bị trải qua như thế thì không tạo điều kiện để phải mất thêm một lần nữa? Do đó đừng nên phá thai vì lý do con cái dị tật bẩm sinh. Nếu như người cha, người mẹ do điều kiện tài chính quá khó khăn mà muốn hủy bỏ sự sống của đứa con thì hãy tạo cơ hội cho các trung tâm trẻ mồ côi có cơ hội nuôi dưỡng được cháu bé này. Cũng có một số người khi sinh ra được vài tuần tuổi, vài tháng tuổi, vài năm tuổi bị tai nạn. Có người sinh ra bị khuyết tật các giác quan, chẳng hạn là mất vĩnh viễn khả năng được nhìn thấy. Có người mất vĩnh viễn khả năng được nghe. Có người đó thì bị tật ở tay, ở chân, hay là thiếu lành lẹn ở trên một cơ thể. Nói chung là cái thân phận của chúng ta nó gắn liền với cái mà Đức Phật gọi là nghiệp riêng và nghiệp chung. Nghiệp chung á, là nghiệp gia đình, nghiệp cộng đồng, nghiệp quốc gia, nghiệp liên minh. Tức là những tư duy, lời nói, việc làm có mẫu số là gần giống nhau, có tính chất là na ná nhau, có cái phạm vi đó ảnh hưởng đó, là gần gũi nhau. Để tạo ra cùng một cái hệ quả cũng na ná nhau. Không phải vô cớ mà chúng ta sinh ra trong một gia đình để mang duyên di truyền của cha mẹ ông bà mình về chiều cao, vóc dáng, màu sắc, và gen nó quyết định hết tất cả những thứ này. Đồng thời sức khỏe của con người sống thọ hay chết yểu, sống khỏe mạnh hay là trong bệnh tật đó, gen cũng quyết định hết 80%. 20% còn lại là do chế độ sinh hoạt, hoàn cảnh sống, chế độ ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, vân vân. Do đó khi mang phải một thân phận mà cơ thể của mình đó bị khuyết tật ở phương diện này hay không lành lẹn ở phương diện khác đó, rất dễ dàng rơi vào trạng thái mặc cảm tự ti. Ở đây bà con có cảm giác là buồn cho thân phận mình và tuổi phận mình khi mình có một cái chứng bệnh nào đó hay là một cái khuyết tật nào đó trên cơ thể không? Có nhiều không? À, hả? Có người thì nói nhiều, có người nói là trọn đời. Cái cảm giác buồn đó là có thể thông cảm được, nhưng rồi chúng ta phải nỗ lực để vượt qua. Vì chìm trong nỗi buồn về mặc cảm thân phận đó, sẽ làm cho các vị không thể trải nghiệm được hạnh phúc. Mà hạnh phúc nó thuộc về cảm xúc. Ta ghi thân phận nó đã gắn liền với cuộc sống của mình từ lúc mà mình sinh ra, hoặc là vài năm trong đời đi, hay là vài chục năm trong đời, rồi nó bị cái sự cố nào đó dẫn đến cái khuyết tật. Và từ thời điểm đó cho đến lúc các vị qua đời đó, thân phận đó vẫn gắn kết với các vị. Như vậy nỗi buồn, sự tủi phận, cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng hay là bất hạnh đó,
đến cái thân phận đó có làm cho cái thân phận đó kết thúc không? Có người trả lời là không. Rất là đúng. Nếu sự tuổi phận không làm cho thân phận hẩm hiu của mình kết thúc thì vậy buồn có giải quyết được chuyện gì hay không? Rất hay. Bà con đều trả lời không. Nếu câu trả lời là không thì tại sao chúng ta phải buồn về cái thân phận hẩm hiu của mình? Hãy tự đặt những cái vấn đề như vừa nêu, các bạn sẽ thấy là nỗi tủi phận của mình là trở nên rất là vô duyên và không cần thiết. Ở đây quý bà con thử đánh giá thầy Nhật Từ cao bao nhiêu. Một anh và có hồng nói là thầy Nhật Từ 1m55, thầy cảm thấy hình được an ủi. Bà con khác đoán thử là thầy cao bao nhiêu? 1m7. Có người nói là 1m7. Trời ơi, thầy nghe thầy mừng muốn hết lớn. Có người nói là 1m50, thầy cũng cảm thấy là hơi được an ủi đấy. Xin một người khác hãy cho biết là thầy cao bao nhiêu? Có người nói 1m56. Thầy đâu có cao đến thế. Rồi thêm một cái câu trả lời cuối cùng nè, thầy bao nhiêu? Có một cô gọi hàng đầu nói là thầy 1m45, gần đúng. Thật ra thì thầy là 1m47. Hồi nhỏ đó thầy là ốc tiêu, với nhỏ con á, bạn bè cứ trọc kẹo nói học rồi lớp 9 rồi mà tại sao ốc tiêu quá, thì thầy trả lời là nhỏ con đỡ tốn giải. Rồi đi chỗ khác người ta nói là ông này là lùng mã tử, thì thầy nói chứ lùng mã tử có sao đâu, mình lùng đâu đó mình lùng. Thế là tập không nên tuổi phận. Thầy là người lùng, ai gọi thầy là thầy lùng hay là ông lùng hay là thậm chí là thằng lùng thì cũng thấy là bình thường thôi. Thì mình không có cao, tao gọi mình lùng có sao đâu, phải không? Có gì đâu buồn. Rồi thầy mới nói với mọi người, nhờ tôi lùng mà bà con nhớ tôi dai hơn là những người cao à. Tại vì ông thầy tôi lùng quá nên không đụng hàng với các ông thầy tu khác. Đó là cách mà chúng ta suy nghĩ tích cực. Đức Phật gọi đó là chánh tư duy. Hiểu nghĩa đơn giản nhất chánh tư duy là tư duy tích cực, tư duy khôn ngoan, tư duy thông minh. Để trong cùng một cái thân phận mà mình không thể thay đổi được từ lúc mới sinh ra, chúng ta không chìm vào trong sự tủi phận. Và điều này á, quý bà con đều có thể làm được hết. Ví dụ người nào mất khả năng nhìn thấy ánh sáng vĩnh viễn, đang khi nhu cầu hiến mô và giác mạc đó chưa có thể được phần tiếp nhận, thì cái cơ hội nhìn thấy ánh sáng là rất là hẩm thiêu. Thì thay vì buồn tôi chỉ sống chìm ở trong bóng tối, thì các quý vị hãy tự an ủi mình rằng tôi không thấy được ánh sáng nhưng mà tâm tôi vẫn đang rất là sáng. Ở đây bà con có biết Quỷ Đình Chiểu không? Đó là nhân tài Phật, nhân tài của đất nước Việt Nam. Mặc dù ông ấy không có khả năng nhìn thấy ánh sáng, nhưng mà những án văn được Nguyễn Đình Chiểu để lại đó, nó trở thành là văn học Việt Nam. Mà những người có đầy đủ ánh sáng của hai con mắt chưa chắc đã được một phần nhỏ của thi hài Nguyễn Đình Chiểu.
và cũng là một nhà chiến sĩ yêu nước. Như vậy thay vì buồn là tôi không có mắt để nhìn thấy ánh sáng, con mắt nó không thể vì thế mà nó tạo ánh sáng cho mình, thì hãy nghĩ rằng cũng nhờ tôi không có mắt cho nên tôi không nhìn thấy được những điều bậy, tôi không nhìn thấy được những cái sự kiện bậy, tôi không nhìn thấy những con người xấu xa, tôi không nhìn thấy những điều không như ý. Và do đó thay vì tôi buồn, tôi mừng cho tình trạng mà tôi không thể có một sự lựa chọn khác hơn. Vấn đề là gì? Mình không có lựa chọn nữa. Tương tự, những người bị khuyết tật tay chân, cơ thể không lành lẹn, thì hãy liên tưởng đến những người khuyết tật khác đã trở thành các nhân tài, thậm chí là thiên tài về một lĩnh vực chuyên môn nào đó mà những người khác không có được. Ở đây có ai biết chị Hướng Dương không? Một số vị đó là biết. Chị Hướng Dương xuất thân là một người hướng dẫn viên của Sài Gòn Tourist, biết tiếng Anh, tiếng Pháp, giọng nói rất là ấn tượng. Qua một tai nạn giao thông xe lửa, chị cục hoàn toàn hai chân, suýt nữa là tự tử, nhưng mà được người thân dẫn vào chùa nghe sư bà Trí Hải giải thích, chị ấy đã từ cõi chết sống lại. Và từ đó đó, chị ấy suy nghĩ hãy dùng cái giọng nói của mình để làm một việc gì đó có lợi ích cho cuộc đời, thay vì đó chìm sâu vào trong cái mặc cảm thân phận bị cục chân. Chị nghĩ tưởng và sáng lập ra thư viện sách nói cho người mù. Và hiện nay đó, chị đã thực hiện được mấy ngàn đầu sách cho người mù và mở ra một cái cơ hội trí tuệ sáng suốt cho những người không thấy được chữ nhưng mà vẫn có thể nghe được những quyển sách giáo khoa, những quyển sách học làm người, những quyển sách hay triết lý. Và gần đây phối hợp với Chùa Giác Ngộ, chị ấy còn làm rất nhiều các sách nói Phật pháp. Giá trị của ấy ngày càng được đánh giá cao. Chưa chắc khi chị ấy còn lành lẹn hai chân, chị ấy có thể cống hiến được cho cuộc đời nhiều đến thế. Và thư viện sách nói cho người mù là một trong những đóng góp rất to lớn mà chị Hương Dương đã mang lại cho những người kém may mắn và ánh sáng. Và không chỉ dừng lại chỗ đó, sách nói mặc dù gọi là cho người mù cũng đã mang lại cái nguồn tri thức rất lớn cho những người lành lẹn cơ thể và đầy đủ ánh sáng của hai con mắt vẫn có thể nghe được. Trước đây khi chúng ta đọc một quyển sách, các bạn phải dừng lại hết các công việc đang làm. Nhưng bây giờ mình nghe một quyển sách nói, các bạn vẫn có thể tiến hành công việc cá nhân, công việc gia đình, thậm chí là nấu cơm, giặt giũ, trông em, ngay cả thô tục hơn chút xíu là đang vệ sinh cá nhân, các bạn vẫn có thể nghe được sách nói Phật pháp hay là sách nói về những môn học và những tư tưởng có giá trị cho mình thăng hoa về nhận thức. Và cũng nhờ đầu tư vào việc phát triển thư viện sách nói, chị Hướng Dương đã không còn tủi phận về việc bị cục hai bàn chân của mình. Chị ấy cục đến sát cái đùi luôn và phải đi bằng chân giả. Tôi đã có dịp tiếp xúc với chị Hướng Dương rất nhiều lần tại chùa Giác Ngộ. Gương mặt của chị ấy lúc nào cũng nở những nụ cười rất là rạng rỡ và tươi vui. Điều đó cho thấy là
trong tâm chị có những hạnh phúc thật sự, tự nhiên nó toát ra từ cái cuộc sống của chị, từ những đóng góp mà chị làm, chứ không có gượng gạo hay là nén những cái nỗi đau bằng những cái giọt nước mắt khô không lệ rồi cười giòn giả bên ngoài để mà phủ lấp nó đi, hoàn toàn không có cái đó. Dẫn chứng cuộc đời của chị Hướng Dương, thầy muốn gửi gắm đến các quý Phật tử, những người nào kém may mắn, có cái thân phận bị khuyết tật ở chỗ này hay là bắt toàn ở chỗ đó đó, thay vì chìm ở trong nỗi tủi phận vốn làm cho mình bị chìm sâu ở trong nỗi khổ và niềm đau, thì hãy tìm một cái mặt mạnh nào đó, đầu tư vào đó, phát triển đó. Thầy có một người bạn cùng học, tên anh ấy là Huyến. Anh ấy là người bị mất khả năng ánh sáng từ nhỏ, nhưng mà giỏi về về đàn. Anh ấy có thể chơi đàn guitar, piano, đàn tranh và cực kỳ giỏi về vi tính. Học chung tôi mới biết rằng anh ấy rất thông minh và đậu hạng giỏi của trường Trần Hải Quyên. Vào thời điểm đó không phải là chuyện dễ. Sau khi tốt nghiệp ra trường đó thì anh ấy trở thành là giảng viên dạy nhạc và thành lập cái câu lạc bộ Bừng Sáng, mang lại lợi lạc cho rất nhiều người cùng cảnh phận. Anh ấy rất lạc quan, năng động, yêu đề, bộ nhớ cực kỳ tốt. Mặc dù không nhìn thấy ánh sáng, nhưng mà đánh máy vi tính với một tốc độ mà người có hai mắt và lành lẹn hai tay chưa chắc đã bị kịp. Cho nên thay vì buồn tủi về cái khuyết tật, thì chúng ta hãy phát triển khái niệm mà dân gian Việt Nam đã khích lệ chúng ta: có tật có tài. Phát triển cái tài năng của mình, thì lúc đó đó, cái khuyết tật của mình đó sẽ làm cho mình nổi trội hơn những người bình thường khác. Cách đây vài năm, các bạn có theo dõi sự kiện một người khuyết tật hai tay hai chân đã đến Việt Nam thuyết trình do tập đoàn Hoa Sen thỉnh mời không? Tên anh ấy là gì? Nick Vujicic, rất là đúng. Nếu Nick Vujicic đầy đủ hai chân, đẹp trai, cao ráo khoảng 1 thước 85, đậu 3 bằng tiến sĩ, trở thành giáo sư đại học hàng đầu của những trường đại học nổi tiếng nhất thế giới như là Harvard hay Stanford, thì thầy đoán chắc rằng là anh ấy sẽ không nổi tiếng bằng Nick Vujicic bị tàn phế. Lịch làm việc của Nick Vujicic là dày đặc. Các trường đại học, các doanh nghiệp, các công ty lớn tổ chức những cái buổi thuyết trình vài chục ngàn người tham dự ở tại các sân vận động lớn để truyền nhựa sống và lên dây cót tinh thần cho những người bị khuyết tật có được cái niềm tin, niềm hy vọng, phấn đấu để vươn lên và vượt qua cái số phận hẩm hiu của bản thân mình. Anh ấy đã truyền cái nhiệt huyết của sự sống cho hàng vạn người. Nếu anh ấy mà lành lẹ chưa chắc anh ấy đã nổi tiếng như thế. Về cái khả năng diễn thuyết, anh ấy không phải là quá xuất sắc, nội dung diễn thuyết không phải là quá đặc biệt, nhưng vì là người không có hai tay, không có hai chân mà có thể bơi được, có thể đá banh được, có thể chơi golf được, có thể đánh máy vi tính được và có được 2 bằng cử nhân, cái sức phấn như thế là quá đáng nể. Cái nỗ lực để vượt qua số phận hợp của mình đó, ở Vujicic đó, là một bài học để những người cùng cảnh ngộ đó tham khảo, học hỏi và vượt qua.
Một buổi thuyết trình của anh ấy đó có khi được trả 50.000 Mỹ Kim, tức là khoảng 1.2 tỷ Việt Nam. Nó bằng cái lương mà rất nhiều người ở Việt Nam phải làm cả một kiếp người mới có được. Hoặc ở như Mỹ đó thì cũng phải làm trung bình là 4 tháng đối với giới bác sĩ và kỹ sư mới có được ngần ấy số tiền như thế. Anh ta chỉ cần có 2 tiếng đồng hồ thuyết trình thôi là để có thể trở thành là một người giàu có rồi. Nói cái khác là thay gì đó ngồi than vãn cái số phận hỏng hiu của mình, chúng ta hãy nỗ lực làm một việc gì đó có ích cho mình và có ích cho xã hội. Dĩ nhiên không phải ai cũng có đủ cái năng khiếu, năng lực đặc biệt để trở thành những cái ngôi sao bắt đầu chói sáng ở vòng trời. Nhưng ít ra đó, chúng ta cứ tiếp tục làm những gì mình có thể làm được. Và lúc ấy các bạn sẽ thấy là cuộc đời của các bạn sẽ không hoàn toàn vô nghĩa, sẽ hữu ích, hữu dụng cho mình, cho người thân. Và do đó cuộc sống của các vị đó sẽ mang lại hạnh phúc và bình an. Điều 2, mặc cảm gia đình. Ở một số quốc gia nặng về chủ nghĩa giai cấp đó, thì gia đình nó bị giai cấp đó chói buộc. Nước Ấn Độ là một ví dụ điển hình về bối cảnh này. Ấn Độ chia làm 5 giai cấp. Giai cấp bà la môn, độc quyền về tôn giáo, giáo dục và trí thức. Giai cấp sắc đế lệ, độc quyền về chính trị, quân sự và quản lý đất nước. Giai cấp thương gia đó, độc quyền về kinh tế và thương mại. Giai cấp nông dân, những người làm lao động tay chân. Và giai cấp nô lệ. Hai giai cấp nông dân và nô lệ là phục vụ cho ba giai cấp nêu trên. Trong thời hiện đại thế kỷ 21 này đó, chủ nghĩa giai cấp ở Ấn Độ không chỉ dừng lại ở 5 giai cấp nêu trên, mà mỗi giai cấp đó lại còn có những giai cấp nhỏ nữa, tổng cộng là trên 300 giai cấp lớn nhỏ. Bằng cái họ của mỗi con người từ lúc được sinh ra gắn kết với khai sinh, thân phận của con người gắn liền với gia đình đó, với cái giai cấp đó, và bị ứng xử với cái giai cấp của mình thôi. Đó là cái mà nó tạo ra mặc cảm tự ti cho cả một gia đình. Một số khác thì rơi vào cái mặc cảm á, gia đình tôi nghèo, gia đình tôi sống ở trong khu vực lao động, gia đình tôi sống ở khu ổ chuột, gia đình tôi đó không may mắn như những gia đình khác, gia đình tôi đó là lam lũ từ nhỏ, vất vả từ nhỏ, gia đình tôi sống ở miền Trung như là Hà Tĩnh, Nghệ An, khí hậu không có thích hợp, lúc thì quá nắng, nắng đến cháy da, khi thì quá lạnh, lạnh đến thấu xương, mà khi đến mùa mưa đó thì mưa dầm mưa về từ sáng cho đến chiều tối, từ ngày này qua tháng nọ. Kinh tế thì không phát triển, dân làng đó đến tuổi 18 sau khi học xong lớp 12 bỏ xứ đến các thành phố lớn để lập nghiệp, rồi một năm á, trở về thăm quê chỉ được có 2 tuần hoặc nhiều nhất là 3 tuần lễ. Và có nhiều cái bối cảnh gia đình á, nó làm cho chúng ta cứ nghĩ tưởng đến cái mặc cảm đó, buồn tủi về những nỗi khổ niềm đau mà cả dòng họ mình, từ ông bà cha mẹ sang nữa là tổ tiên cho đến bản thân mình và con cháu của mình
cũng lâm vào cái hoàn cảnh bi đát đó. Cũng có những cái mặc cảm gia đình nó gắn liền với những cái làng nghề truyền thống, sống ở vùng duyên hải, người dân chỉ biết chài lưới bắt cá, và khi cái bốn tỉnh miền Trung bị ô nhiễm Formosa gây ra thì việc dân bắt cá không còn có người mua vì cá đó không còn an toàn, ngành du lịch đó bị thất thu, đời sống kinh tế của những người nghèo sống bằng nghề chài lưới này đó lâm vào cái hoàn cảnh bi đát hơn, mất công việc làm, mất sự thu nhập, mất sự bình ổn gia đình, gây xáo trộn xã hội và mọi cái nỗi khổ niềm đau khác theo đó có thể phát sinh. Sống trong hoàn cảnh như thế, nỗi khổ niềm đau tấn công mình nhiều lắm. Nhưng mà theo tinh thần Phật dạy đó, chúng ta không được đầu hàng trước số phận, hãy nỗ lực thay đổi nó, phấn đấu để vươn lên, làm mới cuộc đời bằng cách là thay đổi nhận thức, thay đổi lối sống, và mạnh dạn hơn nữa là thay đổi nghề nghiệp. Có rất nhiều người ở Hà Tĩnh đã trở thành là triệu phú, tỷ phú. Chẳng hạn như ông Phạm Nhật Vượng, xuất thân từ Hà Tĩnh, hiện nay là tỷ phú giàu thứ hai trên thị trường chứng khoán của Việt Nam. Tỷ phú đô la đầu tiên và giàu thứ hai. Cách đây 2 tháng trở về trước đó, thì anh ấy là giàu thứ nhất ở trong nước. Anh ấy đã vượt qua được cái mặc cảm tự ti của gia đình mình, phấn đấu vươn lên từ hai bàn tay trắng. Trong vòng 25 năm làm nghiệp đó, mà bắt đầu từ việc đầu tư Winburn ở tại Nha Trang này, dẫn đến thành công lớn. Từ đó anh đã đầu tư mở rộng nhiều lĩnh vực khác và trở thành là tỷ phú đầu tiên của Việt Nam ở trong nước. Nói theo đạo Phật đó, anh ấy đã biết chuyển nghiệp gia đình từ cái hoàn cảnh khó khăn bằng cùng, trở thành những người giàu có bậc nhất ở tại Việt Nam. Thống kê báo chí Việt Nam cho chúng ta biết đó, trong tổng số 500 người giàu nhất Việt Nam hiện nay thì có trên 95% xuất thân từ gia đình nghèo. Nhiều người nỗ lực từ hai bàn tay trắng đó, nhờ cái thông minh, nhờ sự thuận duyên của thời thế, nhờ những cái hoàn cảnh đặc biệt, nhờ những hỗ trợ của quý nhân. Rất nhiều người đó đã khép lại cái chua nghèo khó của gia tộc họ và họ trở thành những người giàu có mới. Cho nên là sanh ra trong một cái hoàn cảnh gia đình nông nghiệp, lao động tay chân, chân lắm tay bùn á, thì thay vì buồn tuổi đó, chúng ta hãy hài lòng và biết đủ để không á chạy đua về phương diện vật chất đối với những gia đình nghèo, sẽ những gia đình giàu có hơn mình. Thì chúng ta phát triển đời sống tinh thần, đạo đức, tâm linh, thì giờ đó giàu trong cái nghèo chúng ta vẫn được hạnh phúc. Thì bên cạnh đó cũng phải nỗ lực thay đổi nghề nghiệp, đôi lúc phải mạnh dạn thay đổi cái không gian sống, tức là di cư từ cái không gian quá nghèo khó khăn đến những cái nơi mà cơ hội nghề nghiệp đồng đẳng cao, để chúng ta có thể làm mới được cuộc đời. Sau năm 75, do sự thù địch của Hoa Kỳ ban lệnh cấm vận, Việt Nam lâm vào cái hoàn cảnh là khốn cùng nhất ở châu Á và thuộc về top 10 của những nước nghèo nhất trên thế giới. Một số gia đình đó đã đóng thuyền đi vượt biên, chấp nhận cái cơ hội rất là rủi ro được sống, sẵn sàng chấp nhận cái chết là mồi cho cá dưới biển
Bây giờ người Việt Nam đã có khoảng trên 4 triệu người đang lập nghiệp sinh sống ở hải ngoại, tại châu Mỹ, châu Âu, châu Úc. Họ đã có một cái hoàn cảnh hoàn toàn mới, hoàn cảnh sống hoàn toàn mới, đầy đủ tiện nghi, nhà cao cửa rộng, thành công. Có người đã trở thành tỷ phú như là Hoàng Kiều, tỷ phú Việt Nam giàu nhất trên thế giới, trong cộng đồng người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Nói chung là khi mà mình đổi một cái môi trường sống á, thì chúng ta sẽ thay đổi được cái cộng nghiệp. Đang khi đó, phần lớn chúng ta có thói quen là gì? Ở đâu quen đó. Chúng ta quen với cái cộng nghiệp ở cái nơi chúng ta được sinh ra. Chúng ta quen với cái cộng nghiệp ở trong gia đình của mình. Và các bé trẻ thơ thì bắt chước cha mẹ thì bắt chước ông bà thì bắt chước ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sở. Cứ như thế đó, cái tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, chúng ta không dám mạnh dạn để thay đổi nghề nghiệp sống, vì không tự tin rằng là mình có kiến thức, mình có thể lập nghiệp mới và thành công trong sự nỗ lực lập nghiệp mới này. Cứ hãy nỗ lực đi. Sau lần thất bại này chúng ta có thể có kinh nghiệm để vươn tới sự thành công. Nếu mà mình không đủ tự tin thì đâu có thay đổi được nghề nghiệp, và do đó khó có thể chuyển nghiệp được nghiệp gia đình. Cho nên hãy nỗ lực tập thể. Trong thời hiện đại này, kỹ thuật số phát triển, các kiến thức thông minh được công bố, chúng ta dễ dàng học được ở trường lớp, học được ở sách vở, học được trên internet, học được ở bạn bè, học được từ chuỗi kinh nghiệm cá nhân, học được từ sự khám minh, phát minh, khám phá, và học được bằng nhiều cách thức khác để thay đổi hoàn cảnh sống của gia đình mình. Nếu quý vị thấy lời đề nghị của thầy đó là có thể thực hiện được, và nếu không làm được ở trong năm này thì năm sau, không được thập niên này thì thập niên sau, thậm chí là nếu không làm nổi trong kiếp này thì kiếp sau tiếp tục làm, thì hãy dâng cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều 3, vượt qua mặc cảm tự ti dân tộc. Khái niệm dân tộc mà tôi sử dụng á, là theo mặc định hiểu biết của Việt Nam á, là chỉ cho quốc gia Việt Nam. Đang khi thế giới ta hiểu dân tộc là một cái cộng đồng, một cái cụm cư dân mang tính dân tộc, chứ không phải là cho một tổng thể quốc gia như cách hiểu của Việt Nam. Mặc cảm dân tộc nó phát xuất từ cái tự ti dân tộc. Khi mà mình là người Việt Nam, nghĩ rằng nước Việt Nam là nghèo, lạc hậu, nhược tiểu. Từ đó đó, chúng ta cứ nghĩ cái gì hoại là xịn, hoại là hay, hoại là tốt, hoại là đáng bắt chước, đáng học hỏi. Và do đó đó, trong quá trình tiếp thu cái mới, trong tiến trình toàn cầu hóa và tiếp biến dân hóa đó, người Việt Nam dễ dàng bỏ quên cái nền văn hóa truyền thống mấy nghìn năm lịch sử để học đòi nền văn hóa phương Tây. Chúng ta mất dần nền văn hóa Việt Nam rất nhanh, trong vòng là 70 mấy năm của xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và hơn 4 thập niên xã hội chủ nghĩa ở miền Nam. 70 năm trước á, người dân Việt Nam mình đàn ông á, thì áo dài khăn đóng, đàn bà đó thì áo dài, áo tứ thân, áo bà ba, nón lá, nón quay thao, hoặc là chích khăn đầu. Đó là văn hóa sắc phục của người Việt Nam. Bây giờ chúng ta mất gần hết cái truyền thống này rồi, chỉ có vào những ngày lễ hội, ngày Tết, lễ cưới, ăn tiệc thì một thiểu số người Việt Nam mới mặc các trang phục truyền thống này. Còn đại đa số đó mặc theo đồ Tây hết, vì nghĩ rằng là đồ Tây đó đồ tiên tiến,
Còn đạo Việt Nam mình đó là lạc hậu. Mà thực ra đó, dân phương Tây khi mà có cơ hội mặc trang phục Việt Nam họ rất là hãnh diện và tự hào. APEC 2017 đang tổ chức ở tại Nha Trang, Khánh Hòa từ ngày 18 cho đến ngày 2 tháng 3 2017. Các nguyên thủ quốc gia đó theo truyền thống của APEC sẽ phải mặc là trang phục truyền thống của Việt Nam. Đây là cái cách giới thiệu nền văn hóa y phục Việt Nam đến toàn cầu. Đang cái người Việt Nam thì mặc cảm tự ti với trang phục của mình, mình tây hóa về trang phục. Trước đây chúng ta có kiến trúc mỹ thuật đặc thù của Việt Nam. Bây giờ đó nhiều hộ ở vùng nông thôn bán nhà gỗ cổ hàng trăm năm với cái giá rẻ mạt để bê tông hóa nhà của mình. Đang khi người giàu ta phải đi sưu tầm nhà cổ với cái giá rất mắc, mình bán với cái giá rẻ mạt vì mình mặc cảm mà mình không biết là cái nhà cổ đó nó có giá trị như thế nào. Và bằng những cách thức như thế đó, chúng ta mất dần dà di sản văn hóa Việt Nam thông qua sự tiếp thu những cái nền đó là vật chất phương Tây ồ ạt tràn vào thông qua tiến trình toàn cầu hóa. Thực tế nước Việt Nam không nhỏ, dân Việt Nam không nhỏ, chúng ta có 100, chúng ta có 92 triệu dân, làm sao mà nhỏ bằng đến 5-10 cái nước ở châu Âu gộp lại về dân số. Do đó về dân số, Việt Nam là một trong những nước lớn. Về lòng dũng cảm và thông minh ở trong chủ nghĩa vệ quốc, Việt Nam không thua bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới này. Việt Nam đã tự vệ nhiều lần chiến thắng được là Trung Quốc. Trong tự vệ, Việt Nam đã thắng được Pháp, thắng được Mỹ, thắng được là Nguyên Mông, tức là Mông Cổ. Như vậy, bốn lực lượng quân đội mạnh nhất của thế giới, Việt Nam đã từng chiến thắng được bằng vũ khí thô sơ với lòng yêu nước rất là cao. Việt Nam đi thi Olympic của thế giới, nhiều học sinh đã đoạt giải. Chất xám Việt Nam về bản chất không thua chất xám Nhật Bản, chất xám Hàn Quốc, chất xám Hoa Kỳ, chất xám Pháp, Mỹ, Đức. Nhưng có điều là chúng ta không có những cái cơ chế tốt, những cái chính sách tốt để nuôi dưỡng chất xám và không làm chảy máu chất xám ra nước ngoài thôi, để chất xám đó phục vụ cho việc phát triển bền vững đất nước Việt Nam. Đó là cái khuyết tật lớn của Việt Nam cần phải khắc phục và vượt qua. Do đó chúng ta cần phải vượt qua cái mặc cảm tự ti dân tộc. Có nhiều cái ngoại hoàn toàn không có xịn, do vì mình mặc cảm tự ti dân tộc cho nên đó, Việt Nam mình có khuôn nước là gì? Sản xuất vật liệu thô, bán vật liệu thô cho thế giới. Thế giới là lấy cái vật liệu của chúng ta tái chế lại và gắn thương hiệu của họ vào, chúng ta trở thành là nô lệ cho họ về phương diện kinh doanh. Đang khi cái nguồn nguyên liệu là phát xuất từ Việt Nam của chúng ta. Có một giai đoạn ở Nha Trang này, ta bán cát trắng cho Nhật. Nhật lấy cát đó về đó chế tạo ra kiến xe hơi, kiến cường lực, bán lại cho chúng ta với cái giá gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Chúng ta có nguồn tài nguyên thiên nhiên nhưng mà thiếu cái khoa học kỹ thuật hiện đại để khai thác và chế biến chúng. Như vậy Việt Nam thay vì mặc tự ti, hãy đầu tư công nghệ cao để dân Việt Nam không đi làm thuê lao động tay chân ở các nước tiên tiến. Hiện nay Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu lao động trên toàn cầu. Chúng ta xuất khẩu lao động thấp so với Thái Lan đó,
Thái Lan là xuất khẩu lao động cao, mình xuất khẩu lao động thấp, làm là công việc gia đình, làm thuê mướn, lao động tay chân, làm công nhân, chứ chúng ta chưa có cái nguồn là nhân lực cao để cung ứng trên toàn cầu. Chỉ vì là chúng ta mặc cảm tự ti dân tộc thôi, không tạo ra một cái cơ chế thoáng mở tốt để phát huy chất xám Việt Nam, hay gì để cho họ sống ở Mỹ, ở châu Âu, ở Úc, ở Canada, trở về Việt Nam phục vụ và phát triển đất nước. Mà cảm tự ti dân tộc đã làm cho Việt Nam trở nên nghèo và thua nước ngoài ở trên sân của nước Việt Nam mình. Đài Loan đó vào miền Trung Việt Nam đầu tư cho người Việt Nam trồng trà, Việt Nam làm thuê, làm mướn. Người Đài Loan thu hoạch trà đó, gắn cái nhãn mác vô là trà ô long, xuất khẩu khắp toàn cầu, bán cái giá đắt đỏ, đang khi đó sản xuất tại Việt Nam với cái giá rất thấp. Các công ty Đài Loan, công ty Trung Quốc thành lập đó là doanh nghiệp may mặc và giày dép, sản xuất hoàn toàn bởi công nhân Việt Nam với giá rẻ mạt, mỗi tháng có 3-4 triệu đồng Việt Nam. Sau đó bán khắp toàn cầu giá một đôi giày 100 đô, 200 đô, tức là 2 triệu 2 cho đến là 4 triệu 4, đang khi cái giá sản xuất ở trong nước chỉ có mấy chục ngàn đồng. Như vậy là người Việt Nam đang cung ứng lao động thấp và trở thành đó là phục vụ cho những doanh nghiệp lớn ở nước ngoài trở thành những quốc gia giàu có. Chúng ta đang phí phạm cái nguồn nhân lực của mình rất là lớn, và do đó Việt Nam tiếp tục nghèo thôi. Nếu chúng ta thay đổi cái cơ chế nhận thức để dẫn đến những cái cơ chế thông thoáng, từ cái cơ chế thông thoáng chúng ta có được những cái chủ trương đúng để phát triển đất nước, đầu tư đất nước về phương diện công nghệ cao như Hàn Quốc, bắt chước Nhật Bản trở thành là một trong những nước rất là phát triển ở châu Á. Singapore tách ra từ Malaysia nhờ cái chủ trương đúng của Lý Quang Diệu đã biến một cái đảo quốc nhỏ trở thành là một cái siêu cường về khoa học kỹ thuật, về giáo dục và nhiều phương diện khác. Tại sao chúng ta là khinh thường chất xám Việt Nam và bỏ lỡ cái cơ hội để phát triển chất xám Việt Nam cho những phạm vi lớn, vĩ mô, quy mô, để thế giới người ta đánh giá cao và nể trọng con người và đất nước Việt Nam, chỉ vì chúng ta bị mặc cảm tự ti thôi. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama năm 2016 đó mở ra cái cơ hội hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia cũ thù. Thì đó là một cái chương mới cho quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhờ đó Việt Nam sẽ có thể vươn xa ra thế giới. Trong chuyến viếng thăm đó thì Việt Nam và Hoa Kỳ ký kết là cho phép Hoa Kỳ mở trường đại học Fulbright tại Việt Nam để đào tạo cái nguồn chất xám qua con đường giáo dục cho người Việt Nam. Theo thống kê đó thì mỗi năm đó người dân giàu Việt Nam đưa con em ra hải ngoại du học và đi du lịch đó, nó nhiều hơn gấp đôi, thậm chí là gấp ba so với cái ngoại tệ mà người Việt Nam yêu nước gỡ tiền về giúp cho người dân bà con của mình ở trong nước. Thì thông thường mỗi năm cái nguồn ngoại tệ của cộng đồng Việt Nam gỡ vào trong nước đó, khoảng là 3-4 tỷ Mỹ Kim. Thì cái nguồn tiền mà dân giàu Việt Nam nó đầu tư cho con cháu của họ đi du học ở nước ngoài là 6-7 Mỹ Kim. Để thành lập trường đại học Fulbright, đất của nhà nước Việt Nam cho, bên phía chính phủ Hoa Kỳ
và những người chủ trương đó là chỉ đầu tư khoảng 150 triệu Mỹ Kim thôi đã có được một cái trường đại học đẳng cấp thế giới rồi. Với 6-7 tỷ Mỹ Kim mà tiền Việt Nam chảy ra nước ngoài qua con đường du học và du lịch đó, Việt Nam có thể xây dựng được hàng trăm ngôi trường tương đương với Fulbright và thuê các giáo sư hàng đầu của thế giới về giáo dục cho con em Việt Nam mình ở trong nước, để người Việt Nam mình giỏi tương đương với quốc tế mà không cần phải cho con em ra nước ngoài tốn là quá nhiều tiền cho cha mẹ của họ phải nai lưng ra mà gánh vác. Cái đó nó thuộc về cái tầm nhìn và cái cách tính đó. Do vậy người Việt Nam thiếu đoàn kết, thiếu đầu tư bền vững, chỉ đầu tư mì ăn liền thôi. Cái nhìn thiển cận đó đã làm cho Việt Nam tiếp tục rơi vào cái tình trạng nghèo và chìm sâu ở trong mặc cảm tự ti dân tộc đó. Phải vượt qua mặc cảm tự ti dân tộc. Mà muốn như thế đó thì mỗi cá nhân phải vượt qua mặc cảm thân phận của mình, tức là mặc cảm cá nhân. Mỗi gia đình phải vượt qua mặc cảm gia đình, mỗi cộng đồng phải vượt qua mặc cảm cộng đồng, thì toàn bộ đất nước Việt Nam mới vượt qua được cái mặc cảm tự ti dân tộc được. Dĩ nhiên là chúng ta có không hãnh diện tự hào ảo theo kiểu đất nước Việt Nam rừng vàng biển bạc, đó khi nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta nó không có nhiều như chúng ta tưởng, và những nguồn tài nguyên quý của chúng ta nó không có nhiều như chúng ta đã nghĩ đâu. Làm gì có Việt Nam mà rừng vàng, rừng vàng. Chúng ta chỉ có một vài quặng vàng thô sơ chứ không thể tạo ra những cái rừng vàng được. Biển chúng ta không có bạc, biển chúng ta có ô nhiễm thì có, đến độ đó, trên mặt biển nó nước bọt dơ đầy hết thì có. Tức là hãnh diện tự hào theo một cái ảo không có thật đó, là rất nguy hại, vì nó làm cho chúng ta sống ảo mà quên đi cái nỗi khổ niềm đau về cái nghèo đang phủ trùm, cái lạc hậu đang phủ trùm mọi gia đình và đất nước Việt Nam. Cho nên nó phải nỗ lực để vượt qua cái mặc cảm dân tộc thì nước Việt Nam mình có thể vươn vai ra thế giới như là Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc là Singapore hay là Hồng Kông, Đài Loan. Để làm công việc đó, đó thì cái nỗ lực của mỗi cá nhân là rất lớn. Nếu quý vị đồng ý với cái đề xuất của tôi đó thì hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn. Phần 2, vượt qua sầu bi. Mặc cảm nào cũng dẫn đến nỗi khổ và niềm đau, ít nhất là về phương diện cảm xúc và tâm lý. Về phương diện lịch lãm và ngoại giao đó, người mặc cảm có thể che giấu cái trạng thái mặc cảm của mình ở bên trong, và bên ngoài đó vẫn vui vẻ cười nói, giao tiếp hớn hở như thể là một người rất năng động, lạc quan, yêu đời. Nhưng mà trên thực tế đó, những người như thế là đang sống với những giọt nước mắt khô không lệ. Họ khóc ở trong trái tim của họ. Họ bị tủi phận dằn xé. Họ bị cái mặc cảm tự ti đó là đốt cháy. Và cái nỗi khổ niềm đau, sầu bi u đảo đó khó có thể lặn tắt được. Sầu bi và u não đó là những cái năng lượng rất tiêu cực, hủy diệt sự sống của chúng ta và khép lại hết toàn bộ những cơ hội trải nghiệm hạnh phúc ở trong đời. Cho nên đó, dầu vẫn còn nghèo, thân phận chúng ta có những người không được lành lẹn, gia đình của mình vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đất nước vẫn còn lạc hậu, đang nỗ lực để phát triển thoát khỏi cái nghèo, điều đầu tiên là chúng ta phải vượt qua được cái cảm giác sầu bi để trải nghiệm được các hạnh phúc về phương diện cảm xúc. Do đó không đòi hỏi chúng ta phải tốn tiền đầu tư, cũng không đòi hỏi chúng ta phải là một người cực kỳ thông minh,
hay là người có bằng cấp, có vai trò vị thế xã hội. Chỉ cần hiểu và có thực tập Phật pháp thôi, các bạn có thể trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Để vượt qua sầu bi đó thì các bạn hãy lưu ý một số điều như sau. Điều 4, hài lòng và biết độ với hoàn cảnh đang sống. Đối chiếu và so sánh tiêu cực dẫn đến cái tình trạng thứ nhất là không tùy hỷ công đức và phước báo mà những người may mắn giỏi hơn mình đang đạt được và sẽ tiếp tục đạt được, làm cho chúng ta trở nên hẹp hòi hơn. Ngoài ra đó, người thiếu tùy hỷ sẽ rơi vào trạng thái là gì? Bằng cùng đa oán, dễ quán trách cuộc đời, dễ quán hận người khác, dễ chửi bới, dễ quyền rủa, dễ hậm hực, dễ tủi phật. Sau năm 1975 cho đến 1990 đó, 15 năm đó đó, người dân miền Nam đó là rất là nghèo. Từ năm 1945 cũng đến 1990, suốt 45 năm đó đó, ở miền Bắc là cực kỳ nghèo. Chúng ta bị phong tỏa bởi đảng cấm vận của Hoa Kỳ, và Việt Nam trở thành là một trong những nước nghèo nhất và lạc hậu nhất trên thế giới. Bế quan, tỏa cảng, ngăn sông, cấm vợ. Ở đây bà con mà trên 50 tuổi đó có lẽ là nhớ cái văn hóa hợp tác xã. Rồi mỗi buổi sáng, mỗi một hộ gia đình là cử một người đại diện đến khu vực hợp tác xã để mua. Có khi là được 1 ký muối, 1 ký đường, còn cá chủ yếu là cá đuối. Thực phẩm thì là bo bo chứ không có gạo mà ăn. Quý vị còn nhớ không? Phần lớn nhớ, chứ có lẽ là nỗi khổ đó khó quên được lắm. Chết mang theo tôi quên không nổi. Nó kéo dài đến là một thập rưỡi niên. À, có người đang cùi bắp. Còn các chùa thì biết ăn gì không? Cơm trái. Cơm trái thay vì ta bỏ đi thì ta bán ký khô. Các chùa ta phải mua cơm trái về rồi là dùng nước sôi để rửa sạch. Chứ cái loại cơm đó đâu còn chất bổ nữa đâu, nó là cái xác thôi. Rồi nấu mà ăn. Phật tử không đến chùa vì quá nghèo. Và lúc đó người ta cấm là đi theo tôn giáo nữa. Cái tự do tôn giáo lúc đó rất là khó khăn. Cho nên rất nhiều người ta phát khai là không có tôn giáo, mặc dù họ là Phật tử. Rồi không dám đi đến chùa vì sợ bị dòm ngó, bị theo dõi, bị gây khó, bị mất cơ hội thăng tiến xã hội. Thì thỉnh thoảng á, một số thầy gia đình á, là khá chút một xíu á, và các Phật tử có duyên á, ta mới cúng cho một chiếc xe đạp. Thời đó mà có được xe đạp là thuộc về giàu á, chứ phần lớn là đi bộ. Mà ông thầy nào có xe đạp mà mới toanh đó nha, ra đường á mà gặp những ông chạy xích lô, thầy chùa mà cũng phải đặt á, là chảnh chọe chạy xe đạp. Chạy xe đạp có gì ghê gớm đâu mà cũng bị chửi nữa. Tại vì ta nghèo quá. Nhiều khi ở nhà ta không có được một chiếc xe đạp, mà thấy ông thầy tu không phải lao động gì hết, có được chiếc xe đạp thì ta ganh. Ta nói nặng lời đó. Rồi đến cái giai đoạn từ 90 cho đến năm là 95 đó, Việt Nam khá hơn chút xíu. Bỏ cái chạy xe đạp trở thành xe Honda. Thì thỉnh thoảng có một số thầy có xe Honda mà chạy ra nha, lỡ mà đi nó chưa phù hợp với lực giao thông chút xíu thôi đó, là những người đi đường đó, ông thầy chùa cái gì đó mà chạy xe xịn dữ vậy, mà xe cũ xì thôi ta cũng chửi nữa. Đâu có luật nào cấm ông thầy chùa không được chạy xe, nhưng vì người ta khổ quá mà nên ta dễ quán trách đó, nên phải hiểu và thông cảm. Bằng cùng đa oán, Đức Phật nói trong kinh nè.
Cái người mà nghèo cùng quá mà nếu không hài lòng biết đủ với mình á, thì dễ mà quán trách người khác, dễ sanh nạnh, so đo, đối chiếu, so sánh. Mà nếu mà không khôn ngoan trong so sánh thì tự động mình thấy là tại sao có một hoàn cảnh con người giống như nhau, tôi nghèo quá người ta giàu quá cho nên mình khổ đi. Đức Phật mới dạy là gì? Hãy hài lòng với hoàn cảnh mà mình đang có, hãy biết đủ với những cái tài sản mà mình đang có một cách rất giới hạn, để chúng ta không có đua đòi. Dạy con em mình từ nhỏ thái độ hài lòng biết đủ ấy, thì các bậc phụ huynh sẽ không phải khổ đau khi con em mình chạy đua với lại chúng bạn giàu có, xuất thân từ những gia đình giàu có. Vào trường, con của những gia đình giàu có thì xài iPhone, iPad, smartphone, sử dụng hàng hiệu, giày hàng hiệu, cuốc hàng hiệu. Con cháu gia đình nghèo khó làm sao mà chạy bì được, mà đối chiếu làm gì cho nó mệt. Cho nên hài lòng biết đủ đi, cứ nỗ lực hết mình. Cái gì là kết quả thì hai quan hãy chấp nhận. Còn mình chưa nỗ lực mà mình chấp nhận đó, nó là tiêu cực. Tức là mình đã chấp nhận số phận trước khi nỗ lực đó, là không nên. Học thuyết hài lòng biết đủ của Đức Phật dạy chúng ta là gì? Hãy nỗ lực hết mình, nỗ lực có phương pháp đúng, nỗ lực đó, với tự thân, với tâm huyết, với cam kết, và sẵn sàng nhận những sự hỗ trợ tích cực để biến các ước mơ tốt đẹp của mình trở thành các hiện thực cao quý. Kết quả đạt được như thế nào chúng ta hãy hài lòng chấp nhận như thế đó, vì lúc đó mình không có lỗi gì nữa, đã làm hết mình rồi, đã nỗ lực bằng mọi cách rồi. Và Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa, nhân như thế, duyên như thế, điều kiện như thế, nỗ lực như thế, thì cái kết quả nó phải diễn ra như thế thôi. Có muốn khác hơn cũng không được. Các bạn không có lỗi lầm gì ở trong cái nghèo đó, ở trong sự bất hạnh đó, mà cái biệt nghiệp và cộng nghiệp đó, do chính mình tạo ra, nó tạo ra cái kết quả như thế, và chúng ta phải quan hệ chấp nhận nó thôi. Thì lối nhận thức đó nó sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được mặc cảm tự ti và vượt qua được cái sự sầu bi về nghèo, khó, trở ngại, chướng duyên, thử thách. Chúng ta sẽ bắt đầu làm chủ được dòng cảm xúc của mình. Tôi nghèo nhưng mà tôi vẫn có lương tâm, tôi nghèo tôi vẫn có được những đức tính cao quý, tôi nghèo tôi bị bệnh nhưng mà tôi vẫn là người cao thượng. Giá trị con người của tôi không bị mất đi bởi cái nghèo, cái bệnh tật, cái khuyết tật của tôi, nó vẫn tỏa sáng. Đây là điều mà Đức Phật đã nói trong tuần lễ thứ 5 sau khi giác ngộ ở cội Bồ Đề Đạo Tràng. Lúc đó Đức Phật gặp một số vị Bà La Môn hãn diện tự hào rằng đó, họ sanh ra trong gia đình Bà La Môn, giai cấp cao nhất trong các giai cấp tại Ấn Độ. Và truyền thống văn hóa tôn giáo của Đạo Bà La Môn đó, khẳng định rằng đó, bất cứ người nào không thuộc giai cấp Bà La Môn đó, thì phải tôn trọng giai cấp Bà La Môn. Giai cấp Bà La Môn là cao quý nhất, là thiêng liêng nhất, là có giá trị nhất, là thông minh nhất. Đức Phật không chấp nhận học thuyết đó, mặc dù đó, Ngài xuất thân từ giai cấp sát đế lệ với vua chúa, và gia đình của Ngài là theo đạo Bà La Môn, Ngài vẫn thấy cái chủ trương đó là rất là phi nhân bản, phân biệt đối xử, thiếu công bằng xã hội, không thể chấp nhận được. Đức Phật mới nói với các vị Bà La Môn lúc đó, bằng nhận thức sáng suốt, với nỗ lực đạo đức của lời nói và hành vi, giá trị của con người được tỏ sáng, chứ không phải là màu da, sắc tộc, gia đình, là hoàn cảnh xã hội mà người đó đang có. Đây là chủ trương đạo đức học của Đức Phật, dựa vào những giá trị hành vi của con người có ích hay không có ích cho con người, cho xã hội, cộng đồng. Cho nên bên cạnh cái việc hài lòng biết đủ thì chúng ta phải nỗ lực làm cho cuộc đời của mình có giá trị, như chị Hướng Dương, như Nick Vujicic
và hàng triệu con người khác đã từng làm như thế trong lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại. Thì lúc đó đó, sự sầu bi khổ u não đó sẽ rời khỏi cuộc đời của chúng ta. Nếu quý vị thấy lời đề nghị đó là có thể thực hiện được và nỗ lực ráng mà làm, thì hãy dâng cao vào tràng vỗ tay. Điều 5: từ bỏ 3 thái độ tâm lý cực đoan. Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật chia nỗi khổ niềm đau ra làm 2 nhóm. Đau đó liên hệ đến thân, gồm có sanh già bệnh chết. Khổ gắn kết với tâm, gồm có thương yêu mà phải chia lìa, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện. Và thái độ chấp thân thể tổ hợp này đó là thường hằng bất biến. Nhiệm vụ ra đời của Đức Phật là giúp cho chúng ta kết thúc được nỗi khổ tâm như mình yêu và sống an lạc hạnh phúc trong đời. Để làm công việc đó đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta là phải tránh 3 thái độ tiêu cực. A, cường điệu quá nỗi khổ niềm đau. Nhiều khi cái nỗi khổ niềm đau của chúng ta nó không nhiều như chúng ta đã tưởng đâu. Ví dụ như anh chị nào đó bị khiếm thị một con mắt, cái mình nói là tôi khổ quá, tôi mất hết ánh sáng, mà thực ra mình vẫn còn thấy được. Rồi cái người bị mất 2 con mắt là nghĩ rằng là tôi, cuộc đời của tôi là hoàn toàn vô nghĩa rồi, tôi không làm được việc gì hết. Cho thực tế nhiều người không còn 2 con mắt vẫn làm được rất nhiều việc. Mất 2 con mắt mà người đó vẫn còn có rất nhiều thứ, còn cha mẹ, còn vợ chồng, còn anh chị em, còn nghề nghiệp, còn bạn bè, còn tình yêu, còn kiến thức, còn sinh hoạt văn hóa, còn nhiều thứ khác lắm. Chứ không phải là mất cái đó là mất hết tất cả. Hoặc là cực đoan cường điệu như Hà Mặc Tử: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Ở đây bà con nào có thuộc 2 câu đó không? Phần lớn là thuộc hết à. Khái niệm người đi có thể hiểu là gì? Cuộc tình chia tay. Hiểu theo cái nghĩa là xấu nhất á, là người đó, người yêu của mình là chết đi. Hiểu theo cái nghĩa tình yêu á, là chia ly trong cuộc tình, tách lệ, tách rời nhau. Người đó không còn với mình nữa, không còn là vợ, là chồng của mình nữa, không còn là tình nhân của mình nữa, không còn là người thân của mình nữa. Thì Hàng Mặc Tử á, vì là người theo Thiên Chúa Giáo, đã cường điệu gì? Một nửa hồn tôi mất. Thì theo ông á, cái hồn của con người nó chia làm đôi, thấy không? Một phần nửa đó là nó mất tích, không còn có dấu vết, không tìm kiếm được ở trên cõi đời này. Và câu thứ hai nó là gì? Còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Cái nửa hồn đó còn lại đó có như là không. Dậy khờ cái là gì? Bị điên loạn đi, vì không chấp nhận được cái sự tan vỡ trong tình yêu, hay là phủ phàng ở trong cuộc tình. Mình chung thủy, hy sinh, nâng đỡ để cho người mình thương được hạnh phúc, cuối cùng rồi đó người đó cắt cánh bay cao, bay xa với một người khác. Có nhiều người đó là trở thành là điên loạn. Hàng Mặc Tử đã mô tả cái nỗi khổ đau của ông như thế, nhưng trên thực tế thì ông chết đó bởi cái bệnh cùi hủi mà vào thời điểm lúc bấy giờ là chưa có thuốc để trị, chứ không phải là chết vì cái bệnh là thất tình. Đang khi bài thơ thất tình của Hàng Mặc Tử đã giết chết rất nhiều người bị bế tắc do tin theo cái lời xúi dục của ông trong 2 câu thơ này. Cho nên là chúng ta không có cường điệu hóa. Bị mụn bên trên mặt cũng không có gì là làm cho mình trở nên xấu á. Các khuyết tật còn lại cũng như thế, đừng có cường điệu đó. Nó chỉ là một cái phần là khuyết tật nho nhỏ thôi.
hãy phát triển cái mặt mạnh khác mà mình có thể có. Thậm chí biến cái khuyết tật đó trở thành mặt mạnh. Chẳng hạn như là Nick Vujicic, do không có tay, không có chân, người ta mới mời anh đi thuyết giảng khắp nơi. Chứ nếu anh mà có tay, có chân, chưa chắc ai người ta đã mời anh đâu. Thế giới này biết bao nhiêu giáo sư giỏi, biết bao nhiêu nhà thuyết trình giỏi. Nick không phải là người xuất sắc về thuyết trình, nhưng vì anh ta không có tay, có chân, cho nên anh ta mới được ưu ái như thế. Tức là biến cái sở đỏ trở thành sở trường, biến cái khuyết tật trở thành cái mặt mạnh của mình. Có giống như thầy Nhật Từ nè, nhờ lùn mà người ta nhớ hoài. Cái thầy mặt gừ mà cao 1m8 chưa chắc ta nhớ đâu. Vâng. B, tránh thái độ phớt lờ khổ đau. Có nhiều người liều mạng mà khổ đang tồn tại trong tâm, đau đang có mặt trên thân, nhưng phớt lờ đó như thể nó không có. Thì trạng thái phớt lờ nó làm cho chúng ta quên nỗi khổ niềm đau một thời gian nhất định. Có rất nhiều ông già bà già ở vùng quê đó mà, khi con cháu mời đi chụp hình, nhất là chụp hình chân dung á, thì thường nói gì quý vị nhớ không? Tao không muốn lên bàn thờ ngồi. Tại vì nó diễn ra tình trạng ngẫu nhiên á, một số người sau khi đi chụp hình xong, sau đó bệnh chết. Từ đó nhiều người mê tín mới nói là do chụp hình mà dẫn đến cái chết. Cho nên đó là kêu đi chụp hình chân dung á, thì không muốn mình lên ngồi bàn thờ. Hai cái này đâu có liên hệ gì với nhau đâu mà lại sợ. Rồi có nhiều người bị bệnh á, khuyên đi khám bệnh á, không thích đi. Hỏi sao vậy? Vì sợ phát hiện ra bệnh nên khổ lắm, lo lắng lắm. Thà không biết, không biết là liều mạng. Bác sĩ khuyên chúng ta mỗi năm phải đi khám bệnh 2 lần, khám tổng hợp. Vì có những cái chứng bệnh á, dẫn đến chết người trong vòng 6 tháng đó. Phát hiện chậm á, chúng ta mất khả năng điều trị và mất khả năng sự sống. Cho nên phải đi khám bệnh thường xuyên, không có nên sợ. Do đó thay vì phớt lờ nó, làm lơ, bỏ ngơ nó, bàng quan, thờ ơ, vô cảm, vô trách nhiệm với bản thân mình, Đức Phật dạy chúng ta phải có trách nhiệm lớn. Nhất là học thuyết chánh niệm đó, nó dạy chúng ta là gì? Khi mình bệnh biết là tôi đang bệnh, khi đau biết là tôi đang đau, khi khổ biết là tôi đang khổ. Và do đó có nhu cầu điều chỉnh khổ và đau đó phải càng được thực hiện càng sớm càng tốt, chứ không có trì hoãn đó. Cho nên đó là tập không nên đó rơi vào thái độ phớt lờ. Chúng ta phải có trách nhiệm với mình và trách nhiệm với người thân. Khi bà con nhìn thấy người thân của mình bình thường là nói rất nhiều, đến lúc nào đó người đó không nói nữa thì biết là người đó đang bị trầm cảm, không giao tiếp, là thường xuyên nằm, không đi làm, bỏ hết việc học việc làm, thờ ơ, thẫn thờ, thiếu năng động, thiếu giao du, thiếu tiếp xúc, thì chúng ta biết là cái nỗi khổ niềm đau người đó đang lên ở mức độ cao độ nhất, dẫn đến cái sự trầm cảm và họ có thể nghĩ đến cái chết hoặc trở nên điên loạn. Lúc đó đó chúng ta không nên phớt lờ, mặc kệ, vì cái đó rất nguy hiểm. Hãy nỗ lực dẫn đến những nơi tư vấn tâm lý hoặc là dẫn đến các chùa để giờ các thầy các sư cô có kinh nghiệm tư vấn vượt qua cái trầm cảm sầu bi khổ u não, giúp cho người đó năng động trở lại, lạc quan yêu đời trở lại. C, không đào tẩu khỏi khổ đau. Đào tẩu là trốn tránh trách nhiệm. Ở đây có ai bị thiếu nợ mà người ta quỵt nợ mình không? Không có hả? Tức là không có tiền để cho ai mượn phải không? Có một vị giơ tay lên đây. Những người quỵt nợ là gì?
là đang trốn trại trách nhiệm nhân quả và luật pháp. Khi họ trốn trại khỏi địa điểm mà họ đã thường sống đó, thì họ có cảm giác được trấn an. Họ thay đổi số điện thoại, khóa đi các cái tài khoản email, Yahoo, Viber để không ai liên lạc được với mình, và mở những tài khoản mới. Họ thay hình đổi dạng bằng cái sự cải trang, thậm chí là bỏ xứ đi qua một nước khác, chẳng hạn như là Campuchia hay Thái Lan, để sống lậu. Dù họ có trốn 20 năm, 30 năm, cái nợ về phương diện nhân quả và luật pháp đó không hết. Tương tự đối với những người đào tẩu khỏi tội phạm mà luật pháp đã truy tố và truy nã, thì 30 năm sau, 40 năm sau, khi phát hiện được, khi bắt được đó, họ cũng phải đền tội trước pháp luật thôi. Cho nên đó, khi nỗi khổ niềm đau tấn công chúng ta không nên đào tẩu nó. Vì đào tẩu như thế nó làm cho mình là thiếu trách nhiệm. Không trả lúc này thì cũng phải trả lúc khác thôi. Chính ba thái độ tiêu cực này, Đức Phật dạy chúng ta có bản lĩnh giáp mặt với cuộc đời, giáp mặt với hiện thực khổ đau, sầu bi u não mà mình đang dướng kẹt. Và Ngài dạy chúng ta là hãy phân tích nguyên nhân, lý do tại sao, ở đâu, trực tiếp và gián tiếp, mình hay là người mà nỗi khổ niềm đau này nó có mặt với mình. Phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc truy tìm nguyên nhân. Đức Phật chỉ ra có 4 nhóm nguyên nhân chính mà chịu có phân tích đó, chúng ta sẽ truy nguyên được cái gốc rễ khổ đau mà mình đang bị vướng kẹt. Có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết, tức là vô minh. Có những nỗi khổ niềm đau nó có gốc rễ từ sự cố chấp, cũng là vô minh. Có những nỗi khổ niềm đau nó bắt đầu từ sự giận dữ, dẫn đến giết người, đánh lộn, quát tháo, chửi bới, nhận nhẹ, thị phi, vân vân. Cũng có những nỗi khổ niềm đau bắt đầu từ sự tham lam, cho nên dẫn đến phạm pháp, quá đà ở trong thế giới hưởng thụ. Thì bây giờ các bà con thử suy luận đi, bất cứ cái nỗi khổ niềm đau nào mà mình đang gặp phải, nếu không nằm ở trong 4 nhóm này đó, thì là thay nhân từ chịu cái gì cũng được. Không thể nào có nhóm thứ 5, nó nằm trong 4 nhóm đó thôi. Khi xác định được cái nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau rồi đó, chúng ta khoanh vùng nó lại và thực tập những phương pháp Đức Phật dạy để kết thúc chúng. Phương pháp được Đức Phật dạy thì gồm có đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đạo đức thì gồm có lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính. Thiền định thì gồm có chánh niệm, tức là làm chủ tâm, cảm xúc trong đi đứng nằm ngồi, biết rõ các hành động đang diễn ra để làm chủ đó. Và chánh định là thực tập thiền định cao cấp để làm tĩnh tâm, làm cho chúng ta rũ bỏ được các căng thẳng, sầu bi khổ ưu đảo. Còn trí tuệ thì gồm có 2 phương diện, chánh tư duy, tức là tư duy tích cực, tư duy đúng với nhân quả, và chánh tri kiến, tức là nhận thức đúng rằng không có nguyên nhân đầu tiên của thế giới, rồi có tầm nhìn đúng, có chủ trương đúng, có hiểu biết đúng, để từ đó chúng ta có những cái quyết định là hành xử đúng và khôn ngoan. Thì bằng việc thực tập bát chánh đạo với 3 nhóm đạo đức, thiền định và trí tuệ đó, chúng ta sẽ lần lượt tháo mở toàn bộ các cái sầu bi và khổ u não. Bà con thấy việc đó có thể làm được không? Kính thưa các quý bà con cô bác, chủ đề vượt qua mặc cảm và sầu bi đó được chia làm 5 cái ý tưởng nhỏ. Mỗi ý tưởng nhỏ sẽ giúp cho quý vị suy nghĩ và tìm ra các cái giải pháp thích hợp để khắc phục được cái nỗi khổ niềm đau do mặc cảm về thân phận không may mắn của chính mình, của gia đình mình và của quốc gia mình, và nỗ lực đúng cách để vượt qua đó.
là suy nghĩ tích cực, suy nghĩ đúng, tư duy đúng đó, sẽ làm cho các vị không còn là nạn nhân của chính mình nữa. Vì cái chất lượng hạnh phúc nó không có lệ thuộc vào cái thân phận của mình, mà nó lệ thuộc vào cách thức chúng ta quyết định nhận thức và sự sống. Cho nên là hãy cố gắng làm được những việc đáng làm để cuộc đời của mình trở nên hạnh phúc hơn. Bây giờ là 10:10, thầy dành thời gian còn lại đó cho phần vấn đáp tự do. Quý bà con cô bác có thể hỏi bất cứ câu hỏi gì mà mình thắc mắc từ gia đình, cuộc sống, tình yêu, hôn nhân, bệnh tật, khổ đau, bất hạnh, hoặc là người thân mình vướng kẹt, hoặc bản thân mình đang vướng kẹt. Theo đó thì thầy sẽ chia sẻ các giải pháp từ tinh thần Phật dạy. Dạ, bố Phật là thầy. Để ta sẽ cố xin hỏi thầy một câu về cái cuộc sống của chúng con đây, người ta tỏ như thế này, từ nào hết cái này? Hết cái kiếp này hả? Năm nay anh 60 chưa? Dạ, con năm nay 56 tuổi. 56 tuổi hả? Anh còn sống thêm vài chục năm nữa. Thực tế như thế này nè, về cái khuyết tật của cơ thể đó, nó tùy trường hợp. Có trường hợp là phục hồi lại được, có trường hợp là hoàn toàn không phục hồi được. Trong trường hợp không phục hồi được á, thì hãy quan hệ với nó, sống chung với nó thôi. Và nó có thể kéo dài cho đến lúc mà tuổi thọ mình đã chấm hết. Thì lúc đó đó, các anh chị sẽ có một cái cuộc sống mới ở kiếp sau, sau trung bình là 10 tháng tái sinh. Thì ở trong kiếp sau đó đó, các anh chị sẽ không nhất thiết phải mang lại cái thân phận của kiếp này. Ví dụ kiếp này đã có người là bị tàn phế hai chân, có người bị cụt hai tay, có người bị khiếm thị mắt, có người là mất khả năng nghe. Thì sinh ra ở kiếp sau đó, các quý vị sẽ không phải lặp lại cái hoàn cảnh như kiếp này nữa. Cho nên hãy lạc quan, nghĩ về phía trước và hãy sống trọn vẹn những năm tháng còn lại của kiếp người, đừng có những cái quyết định sai lầm. Đó là việc một mà chúng ta cần phải lưu tâm. Đối với một số bệnh á, là có thể điều trị được nếu chúng ta gặp được thầy giỏi. Ở đây có ai biết thần y Võ Hoàng Yên không? Có người nó có nghe, có người nó không nghe. Chưa biết hả? Nếu ai mà có thể nhìn thấy được và biết internet á, thì vào trong Facebook gõ chữ Võ Hoàng Yên thì có cái Facebook của anh. Anh ấy là điều trị miễn phí một số chứng bệnh rất là khó điều trị, đó là bán thân bắt tội, do các hình thức tai biến mạch máu não, bị câm và bị điếc. Thì đây là ba chứng bệnh thuộc về sở trường của anh Võ Hoàng Yên. Dĩ nhiên là trước khi điều trị anh sẽ bắt mạch, quan sát để xem là cái nhân vật bị bệnh đó có thể có khả năng phục hồi hay không. Có những chứng bệnh đó là không thể phục hồi được, còn khi mà có thể phục hồi được á, anh ấy chỉ làm trong vài phút thôi, từ một người đã làm mấy chục năm nằm liệt giường có thể đi được, từ một người không hề nói được gọi là bị câm bẩm sinh có thể nói được bập bẹ vài từ vài câu, là từ từ tập luyện thêm để mà có thể nói được bình thường, từ một người bị điếc có thể nghe được. Để đăng ký cái cơ hội đó đối với mình đó, thì các bạn hãy vào cái Facebook Võ Hoàng Yên, cho đó có số điện thoại di động để liên lạc ở Hà Tĩnh. Hiện nay thì anh đang ở nước ngoài, chừng vài hôm nữa anh trở về lại Việt Nam. Và mỗi lần anh làm như vậy là có truyền hình trực tiếp ở trên Facebook, quý vị có thể theo dõi rất là rõ ràng. Nhiều người ta chở đến là nằm trên xe lăn, anh ấy làm cho có vài ba phút là đi được rồi. Thì nếu ai mà rơi vào ba cái chứng bệnh vừa nêu đó, thì hãy liên lạc càng sớm càng tốt với anh Võ Hoàng Yên để tìm cơ hội phục hồi lại cái khuyết tật của mình.
Còn sau khi đã nỗ lực rồi mà vẫn không điều trị được thì cũng không có gì phải mặc cảm. Hãy hoan hỷ tiếp tục sống và sống trọn cái kiếp người này, đừng có kết thúc đó bằng cái tiến trình mất tự nhiên, đó là tự tử. Để kiếp sau khi sanh ra đó, cái nghiệp bất hạnh của kiếp này nó kết thúc ở kiếp này chứ không có đè bám chúng ta ở kiếp sau. Xin mời câu hỏi khác. Mời anh Mạc Cao Lan. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con là người kiếp thị, nhưng mà con cũng có thể tự vươn lên được. Nhưng mà vừa rồi là thầy có giảng đó, thứ nhất đó là cái đầu tiên là mình hãy tự mình vươn lên, nhưng mà ở sau lại là có cái câu này là mình phải tự hài lòng với số phận của mình. Còn trong cái bài sáng ông trầm có câu là còn nhớ là giàu sang đến bậc công hầu, nghèo mà đó đất bấy lâu thật sự gì đó, cuối cùng là hai người đều chết đã tỏ hết, thì không biết đây có mâu thuẫn hay không ạ? Hoàn toàn không có mâu thuẫn. Hồi nãy đó thì thầy có nói đó là hài lòng biết đủ nó phải đi kèm theo một cái điều kiện khác, đó là nỗ lực hết mình, phấn đấu bằng phương pháp đúng, kết quả như thế nào đó thì hài lòng chấp nhận như thế đó để không đi đọt cảm xúc của mình. Ví dụ bây giờ anh đang bị khiếm thị, anh cũng đã nỗ lực đi điều trị và đăng ký xin giác mạc, nhưng mà nó không đến phiên mình, anh đã nỗ lực hết rồi thì anh đâu còn có lỗi gì đó đâu. Thôi như vậy là hài lòng với cái hoàn cảnh là mình thiếu cái khả năng ánh sáng đó. Chứ đừng bao giờ hài lòng trước khi nỗ lực. Hài lòng trước khi nỗ lực là chấp nhận số phận an bài, và cái đó nó làm cho mình bị đẩy vào một cái tình thế trở nên là bi đát, bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng. Hỏi là mình nỗ lực hết mình rồi mình phải hãy hài lòng với nó. Ví dụ như là thầy sinh ra trong một gia đình mà ba mẹ thầy đó không cao lắm, nhưng mà không lùn giống như thầy. 10 anh em còn lại của thầy đó đều cao 1 thước 6 trở lên, chỉ có thầy là 1 thước 47 thôi. Mà khi còn làm chú tiểu lúc 14-15 tuổi trong chùa, thầy cũng đã chơi võ thuật nè, vừa đánh thiếu lâm tự, vừa đánh karate, mỗi ngày thì là kéo parafit để mà nâng chiều cao. Nhưng mà nó vẫn không cao, mình biết đó là cái nghiệp riêng của mình phải chịu rồi. Mình đã nỗ lực hết rồi, làm những thứ có thể làm được, chơi thể thao, đánh võ thuật, tập luyện parafit là những cái mà nó nâng chiều cao của xương. Mà rút cuộc rồi nó cũng không lên được sân bếp nào thì buồn làm gì nữa. Tại cái nghiệp mình như thế thì quan hệ chấp nhận như thế thôi. Như vậy là điều thầy nói là hài lòng biết đủ mà Đức Phật dạy là phải gắn cái với nỗ lực đúng, nỗ lực có phương pháp, còn kết quả thế nào chúng ta quan hệ như thế đó, thì lúc đó chúng ta sẽ không làm khó cảm xúc bản thân mình. Còn cái lời sám á, giàu như công hầu, nghèo rách nát, thì á, là khi chết người nào cũng giống nhau, đó là 2 thước đất. Cho đó là nói về vô thường, chứ không phải là khi chúng ta không nỗ lực để trở thành làm giàu, không nỗ lực để trở thành là những người thành công, vẫn phải làm hết. Mình đưa cái câu đó ra để mình tự an ủi, rồi cuối cuộc rồi ai cũng phải chết. Mà khi mình thấy là vô thường nó đến với mình, nó giận nhau làm gì nữa, ghét nhau làm gì nữa, hại nhau làm gì nữa, tham lam làm gì nữa, hãy sống tốt đi, sống tích cực đi. Vì người giàu thì chết rồi cũng là 2 bàn tay trắng thôi, không mang theo được cái gì hết. Tuy nhiên chúng ta phải nỗ lực làm giàu, và làm giàu đúng cách, hợp luật pháp, phù hợp đạo đức. Vì Đức Phật dạy là phải tinh tấn ba la mật. Tinh tấn ba la mật gồm có là tinh tấn làm giàu, tinh tấn vượt khó, tinh tấn thành công, tinh tấn bỏ nỗi khổ niềm đau, tinh tấn từ bỏ điều xấu, tinh tấn đạt được điều tốt, tinh tấn là phát triển đạo đức, tinh tấn tu tập, tinh tấn là đạt được cho đến lúc nào thành tựu quả Phật. Chứ đời Phật không dạy chúng ta chấp nhận số phận an bài. Hài lòng ở đây không nghĩa là chấp nhận số phận an bài, vì đã nỗ lực rồi mà nó không thay đổi được, vì có những tình huống nó phải như thế thôi, thì lúc đó chúng ta hãy chấp nhận đó. Còn bà con á, hiện nay đó là vẫn có niềm hy vọng, vì Việt Nam mình đang vận động là hiến mô tạng, hiến xác cho y học. Quý vị có thể đăng ký vào là Bệnh viện Chợ Sảy và Trung tâm điều phối ghép mô tạng quốc gia,
ở Hà Nội về cái nhu cầu mà mình nó được lắp ghép giác mạc để nhìn thấy ánh sáng. Đối với những người mắc ánh sáng, biết đâu đó là trong một số cái ngân hàng giác mạc hiếm hoi đó, là đến cái cơ hội mình được kêu gọi đến, thì lắp ghép vô là mình nhìn thấy được ánh sáng thì quá tốt đi. Hoặc là mình là bị thận, gan bị trục trặc, thì mình đăng ký là được lắp ghép tạng, thì trong cái số mà cái ngân hàng tạng mà được người ta hiến cúng đó, và theo cái trình tự đăng ký mà mình đến con số đó thì mình sẽ được hưởng, thì lúc đó quý vị sẽ có thể kéo dài mạng sống mình ra thêm nhiều năm nữa, khắc phục được cái yếu kém về bệnh tật trên cơ thể của mình ở một phương diện nhất định nào đó. Còn nếu như nỗ lực rồi mà nó không đạt được như thế thì cũng không sao, hãy quan hệ chấp nhận như thế. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ. Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.